lắm. Thấy chưa? Thấy chưa ông hai? To đấy. Dướng dướng tụi mình nghe. To đấy, to đấy, to đấy. Chạy. Ủa, không chạy được đi. Kiến gì rồi? Kiến chắc luôn. Ô, ghê. Con phi con lộc kiến. Thấy gì chưa? Lâu luôn rồi. Đây rồi, to rồi. To đấy, to đấy. Cốt mình sáng phát hiện gì các bạn ơi. Bay xuống, chụp chụp chụp. Chụp liên. Dịch trời đó ông ơi. Đâu phải dịch sim đâu, dịch nước đó. Rồi, xin chào buổi sáng tất cả các bạn luôn. Sáng nay gia đình mình làm chuyến đi dã ngoại sớm bạn ơi. Đại gia đình luôn. Anh em khắp nhiều tỉnh. Đây là đồ nghề. Đó, quá xa và xa. Ồ, bánh gì mấy ông này câu bánh trộn nha anh em. Này là mồi cắm nha. Đâu rồi, trốn hết trơn rồi. Đây. Sáng nay đội quân của mình có mình, anh hai, ông ngoại với lại vợ mình bà hai đang mua phê cho nó. Mình cũng có phần phê đen. Với lại đội hình trên Cần Thơ nữa. Có bình cơm, bình tích, bình báo, bình é, bình đô ra, tùm lum hết trơn. Lum bình chứ. Tùm lum bình chứ, bình tất cả các kiểu đều luôn. Đây 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 gì bình tùm lum ấy. Tôi phát hiện ông mấy ông câu ổ bánh trộn rồi. Đây sáng anh em đi ăn trộm hết chưa hai, hết luôn hả? Ghe bự mà đồ nhiều á, ghe đó tấn á, tấn mấy lận. Chú hai quay xui vô luôn coi chắc đồ lên nó dễ. Chú hai chắc này anh em đang đứng chỗ phà cô bác bạn ơi, chuẩn bị qua Cồng Sơn bào cà phê tiếp. Chú hai đưa đất đi rồi thôi mình đi ra luôn. Chuyến rồi qua đây làm bữa cà phê quá đã. Bữa nay nghe thông tin khu hầm mới tóc giọt liền. Tính ra giờ là cần thủ gần chủ hồ, không phải chủ hồ gần cần thủ. Nay qua sớm đăng bào nha. Bở vậy sớm quá. Qua sớm đăng bào nha. Bào đúng rồi, cái này đúng là đi bào luôn á. Đi bào đi sớm cỡ này nè. Hồ câu 100k bạn ơi, đang hót. Rồi giờ xuống đồ chiến thôi. Lũ khủ bà sẽ khủ luôn. Hai cũng có bài mồi này ghê lắm. Cũng là bánh mì nữa. Mấy anh này chơi riết mồi cắm luôn à. Dữ quá. Qua đò bạn ơi. Mình tính ra mình sớm mà anh em còn sớm hơn nữa. Anh em tranh thủ vào quá. Sáng qua đây gói đi hỉnh chân rồi. Nay có đem được cần tay độ nè, cần tay gãy đọt. Anh em câu đài mà thấy cái đồ nghề của mình là khóc chết luôn á. Cái phao siêu quá đạo luôn. Mình ý chơi cần tay mà tốt mình ý. Rồi giờ chuẩn bị xuống mồi đó bạn ơi. Gấp lắm gấp rồi, nôn dữ lắm rồi. Anh em nhường em chứ nha, đừng câu hết nha. Tính ra trên hồ cái này cũng mười mấy cần rồi đó. Chưa sáng nữa. Dạ. Đó cho chị máng cái mà ní vô đồ một chút cho là nó chút né rồi đứng ngoài xa. Có cái vô thấy rồi nha. Cái vô cũng vô cũng kêu ngoài đâu mình. Thấy cái đó bắt cái vô. Hỏi thằng đó mấy cần rồi. Thì ông cứ lấy nhiêu cần công thì để đại dắt cái bao đi, tôi lấy. Cây. Cây lấy ngon đi ở bên này nó lùm lum.
Ủa sáng một cây không ơi, tham quá vậy. Hết biết tự luôn. Yếu. Thông cảm anh em ơi, mình mới tập câu cần tay. Ta nương nương nương, ta kéo cần tay. Nó thấy người ta đi đó rồi. Người ta dìu 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 nè, ông giật ra một cái bắt một cái. Ông ngoại kêu là không có nương mà lùi. Lùi rớt xong à. Không được, không được. Đó, sáng ông ngoại dặn rồi. Mày lùi rớt xong à. Lùi mà không cái bảo cái anh em. Em. Bữa nay anh Bình cho cái gọng mới luôn hả? Gọng mới đó. Gì được chưa ông? Ủa cái gọng anh em cho em cầm cái cây cái nó nghe cái gắt anh Bình ơi. Ta dành xong mà cho nó kéo qua giùm tiền đó. Vừa kéo cái đầu đó là giùm tiền hôm qua vậy làm gì đó nó nha. Chuyển giọng bà kìa. Đúng rồi đó. Tao thua. Tao thua tay hả? Chuyển giọng bà kìa. Kêu dứt. Ngồi đó nhìn hoài chắc câu cá cha vậy á. Sợ bên thẳng cây mới đóng. Ừ. Đó đó. Ờ cho cầm giật luôn thì mới đâu có đâu. Mới kéo bình thường. Giật nhẹ lên cái là con nó chạy giật nhẹ đại lên cái thì nó không chích miệng thì nó cũng chích mang à. Rồi. Là kéo lên liền à. Cá con bị đã vậy đó. Bao. Khách vô rồi ngồi ngồi bích nó hồ là xác định là ngồi ở đây luôn rồi đó. Nắng hồi cũng lâm thần cái đầu của anh á, sáng đi chuẩn bị xong rồi quên rồi, em đưa cái nón lá cho anh nội. Trời ơi, không có vợ có bắt quá anh Bình ơi, trong này con muốn không à, rồi dọn nó con muốn nuôi được. Sáng qua anh mượn Bình cái vợ. Tốt luôn, nó quặt hay quá, để tôi qua đó. Rồi báo tới nữa. Tốt tôi quặt hay quá. Bình đây cho mình. Cho lấy cây này ra cho tốt hai lần nữa. Bóc hai mồi cho nó lẻ. Như sao đó. Không phải không có cái nào cũng sợ. Báo nữa thấy không? Rõ ràng thấy không? Hồi nãy là nó đi xa xa, ổng đi phản cách đi, không chạy đâu dí cho kế bên nè. Rồi mặc cái quần là hồi khỏi còn cái quần đi về luôn đó. Là mất cái quần á, đi về mất cái quần mất tiêu rồi, hỏi tuột mất tiêu rồi, còn đâu mà đem về. Chồng bà kìa. Chứ không phải em nói thằng chồng em đâu. Bên
Mấy bữa nay mấy ông chủ tàu, chủ phà nhức nách luôn. Ghê không? Lắm, lên thiền, quá im. Nhất quá tam lần ba cũng phải lụm thôi chứ xảy hoài anh em cười chết à. Lên cá anh em ơi, con cá phi đầu tiên của buổi sáng. Gì? Không im mà. Đấy, ông ơi, giật. Thấy không? Quá bự rồi, chứ gử rồi. Lộn im vô mấy con. Chạy chạy này ghét luôn à. Vô cỏ. Ồ, ê, đồ. Vô. Hiện hai chân mày. Ba người đi chung mà mới có hai người dính cá à. Còn người câu ba bốn cần không có một con nữa. Trời ơi, ta chấp lắm rồi. Họ đã câu cá bự. Em nói nhịp. Ôi bự. Cá này ngon mà. Nói đỡ thừa thấy không? Câu không dính cá đỡ thừa đủ kiểu nha. Em. Quá đã luôn bạn ơi, lý lịa 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 luôn bự nè. Nửa ký luôn. Dính cái mọc đó bà ơi. Chứ giờ cá ăn gà ai cũng dính vô cái bộ nè. Bánh hai ba con đấy để. Cái vô cá phi nó bá vô từ mà hai cái lòi gì luôn. Giống rồi. Ôi, quá to rồi. Ô go. Ô con này nó bự. Bự nhất sáng giờ. Ô hầm này cá ngon quá mập rút à. Quá anh Bình ơi. Quá ơi. Bự tiếp. Ô con này quá trời luôn rồi. Cũng lồng bự chúa. Ồ thế. Dính rồi, dính rồi. Bự. Rồi, nó ơi. Cá mà phải nhiều anh em ơi. Dạ chắc rồi. Có phải nhiều anh em ơi. Cá vô bờ. Dướng ngoài ơi. Dạ. Dạ. Ôi trời ơi. Lia 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 luôn. Lên nữa. Cá Bình ơi. Vậy đó mà có câu dính rồi tao dính lía lịa chẳng không xung quanh nam dính nha có mình ơi lão nam với bà hai không dính nè ăn ở sao đâu á Oh.
đây tao biết câu mà hai ơi. Chơi bỏ đi đâu luôn rồi trời. Trời ơi, nãy giờ ông câu không dính con đó anh Bình. Nãy giờ ta chưa xuống tầng nữa. Ừ, ta chưa xuống tầng nữa, ta hãy vòng vòng ta đi kiếm màu gì mà đủ chỗ chưa. Cha con gì quá trời làm gì hết chứ. Đây dưới phen. Ô hầm là cá phi đúng ngon luôn, mập rút bỏ bự ghê luôn á. Chết thật, ấy gọi. Trời câu, trời có giật chết, còn anh không có giật chết, phải phải. Thôi mà bỏ giật thêm mà. Cho anh giật đi. Lấy cái gọng kìa, thảy cho lâu nam kia đi. Để coi chị em câu được mấy con. Có gọng không? Đó. Đâu đâu đưa đây. Gọng ngoài. Trong bọc đen đó ngoài. Lấy cái bọc này. Ủa, lắm rồi. Mặt của nó trắng tươi luôn. Mặt rút luôn, trắng tươi luôn. Để mỗi lần gõ cá đi tới đi lui tới lui để xin đẳng cảnh ngay chỗ ảnh luôn á. Tiếp tục lên hạng bạn ơi, cá phi hả, thử ra mấy con chết. đừng quay phim nghe, đừng quay phim, đừng quay. Dính đúng rồi, dính, dính. Trời ơi, cái trước là lụm rồi. Trời ơi, thấy bữa hôm qua bà cá trước ngày nha, không ra trước à. Để nắm, để nắm, để chở lên cho nó dính luôn. Trời ơi. Vô một khúc luôn. Ừ, anh muốn ngồi anh xin cái bao anh ngồi nha. Ồ, chạy kìa. Ủa. Ủa. Ông ngoại là lý lệ luôn trời. Bảo vậy bắt bồ với ngoại không lầm, ngủ lâu năm theo bữa hổm sai lầm bữa rồi. Bữa nay đâu dám. Tại đi cho đi heo chung riêng rồi. Bữa nay mà ăn riêng, nay hợp tác với ông ngoại à. Trời, có dính cá là không ơi, cự gì. Tôi cũng có dính cá. Mặt làm gì? Đi ngoài. Thằng trong lớn nha. Em nói Bình ơi, em xài heo lắm. Nó nói trời 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 à, cái này năm. Thấy không? Rồi, nó có là gì đó. Trong dây cần đi nhẹ heo là dính nè. Ừ, gì vậy, ba muốn rồi. Rồi, xảy luôn rồi. Em kìa, em lâu kìa. Trời, không đông, không dựng. Con cậu ơi, con cá
rồi 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 hai chồng cứ lộn luôn rồi. Trời ơi tính trời ơi tính nó cứ biết rồi không giật mình dở lên rồi trời ơi. Ý là lấy hai chồng mà còn vậy đó, đừng nói làm chi mình. Trời, cá lộn vô hầm đi. Bỏ trở rồi, trở lên. Lúc đó thầy hơi siêu mini. Để anh gì mà dướt với chó. Nhỏ ăn khổ nha. Tự nhiên là chị nghĩa rồi. Quay. Này mình chào đó, chết rồi, bự rồi, to rồi, lau kiến chắc luôn. Lau kiến. Ủa, không phải. Cái mọc. Hugo. Miếng cái bao. Đúc luôn. Lên hàng tiếp. Thứ nào chịu nổi câu kiểu này mà không 4 5 giờ sáng 2 3 giờ đi không được. Ô nó bự nè. Cá này đúng mập luôn, bự hơn ngoại luôn à. Khi nào xuống điện trước cho hay nghe. Thả ra cái miếng hoài. Thả chỗ khác. Bỏ lại vô trong rộng này. Hải đâu gà, kết anh Nam gà. Qua đây với em nè. Qua bên đó. Lộn, to rồi, con này to rồi. Cái gữ rồi. Dũng ơi, Dũng ơi, Dũng ơi. Dũng ơi. Ôi, ui, Dũng ơi. Tài lạnh rồi. To thiệt. Ôi ôi, bự. Ồ, bự dứt sớm giờ luôn á. Quá trời cá phi chỗ này lâu ra con. Ê anh họ kêu anh bán vài ngàn đá thôi. Vậy mà không chạy được đi. Mà kiến gì rồi. Mà kiến chắc luôn. Ồ. Oh, ghê. Con phi con lông kiến. Ghê đố mà làm được. À ghê cho mình cơm. Con phi con lông kiến. Trời ơi cá mình cơm. Vậy chứ cá mình cơm câu lâu kiến nhảy lắm. Lao. Dạ nặng dính quay. Quá đã luôn bạn ơi. Cá dễ câu chết rồi mà ông Nam câu cũng dính. Tội nghiệp hai được chứ. Trời lâu kiến này nó bị dị tật bẩm sinh rồi. Chắc độc vào da cam hay sao á. Thả đi. Nó cái này là đúng rồi.
Thấy vậy với mấy con đó u nu à. Đó là thấy vậy với cái này mà chiên nha. Ê, 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 không có mượn cái gọng mà mượn cái đó được không? Có cái bao rồi. Dính nữa rồi cả. Rồi kìa kìa. Thôi của ông ngoại tới rồi mấy vị ơi. Ông ơi. Anh Nam về chơi. Đang coi có cái chỗ có cá hai cái con lụn. Nữa, thừa nữa. Cậu dốc cho ghẻ không? Ông thấy màu bên chỗ mình á, rồi ông câu ông dính rồi ông nói. Dạ đâu anh em ta lên nhóc chơi kìa, không thấy không ơi. Lên chơi, nó ai cũng dính nha, có mình ông Nam cũng dính hả? Công thức kia dậy sớm soạn đầu nghề từ sáng hôm qua đúng. Mày sống mày đi đó rồi rồi mày lắm rồi nhỏ xíu à nói cho ngoại xã bên dữ vậy. Ồ, ngoại này không được rồi, diễn quá, sớm giờ. Sớm giờ xíu mua bia, chắc này xả mua bia. Lâu luôn rồi. Đấy rồi to rồi. To đấy, to đấy. Ngoại không hả? Là con nào đấy bền anh không? Má ơi. Rồi 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 tới luôn. Họ dính nhau này nha. Dính nữa rồi kìa. Chẳng thời trong mọi đồng đất luôn. Quá ơi, ngoại làm quá anh Bình ơi. Làm không lợi ngoại ơi. Ngoại câu cá lửa không à. Đây là. Ủa bên trắng bên trong rồi. Ngoại câu đúng cá lửa luôn á. Bóp một kẹp luôn rồi nè. Vậy cũng dính đuôi được nữa. Nghe lên vậy cũng dính đuôi được đó. Câu lại đụng dây là dính.
cá đực bạn ơi, màu đẹp nè, đầu bự. Ồ, ghê. Quá phê. Liên tục luôn bạn ơi. Quá phê, quá phê. Nay đem cần tay theo đúng bài. Rút kinh nghiệm chuyến rồi. Lắm. Rồi uống đi, uống hết thì em lấy thêm ra. Hơi lâu luôn rồi, còn gì nữa mà sống. Lâu luôn là xong phim rồi. Luôn. Đúng là câu gần máy không có phát nào mà dũng. Chính là chắc lắm. Cá bự luôn hả? Đừng bự. Cha lấy cái khăn á. Chụp nó vô gõ. Qua con vô trước gỡ xong về tải luôn anh là. Khó lắm tính toán trời. Để anh kho đồ hai cha con đó vậy. Rồi trên gió đó nha. Khó lắm. Thấy không? Thấy lỗ ngoại không? Mở phá. Bự luôn à. Đó đồ của con nào biết to. Bỏ xuống lại ăn liền á. Được rồi nữa. Bự mập một cái. Đi lại đây nè. Rồi lại đây không có, tôi đạp ông xuống hồ luôn. Nó ăn nữa rồi đó. Chết chứ. Ngoài cầu đúng cá bự không luôn, đi đây mà khủng không ham nam. Thấy gì chưa? Trời ơi, con lại trong này biết chỗ á. Vậy còn không lại với anh nữa. Vì to to không à. Ôi. Kỳ lắm, lạ lắm. Phải khi đánh dây anh đánh giật không kịp á. Đúng. Nhỏ rồi. Gì vậy Nam? Cái anh lại chỗ ngoài anh câu ké con quá em. Pin nó có cá rồi đó, xuống ngọng rồi đó. Cọp rồi. Đây ta bắt giùm cá, con tôm nè, con tôm nè, bắt giùm con tôm, bắt giùm con tôm. Vậy vậy vậy, đưa đi gớt, gớt con tôm uống. Trời ơi, vô mấy gốc cái gì rồi. Đó tôm nha. Quá rồi, hai cần là không. Mày chết hả? Ngon. Giống lỗ Nam nữa rồi. Trời ơi, con tôm khổng lồ luôn má ơi. Vậy đó mà lão Nam ngồi đằng đó chê nó không có cá. Lỗ Nam đâu rồi? Ô, cá phi bự, thêm con tôm càng nữa, sướng. Rồi.
thì gian luôn rồi trời. Mẹ cha con mình đúng luôn á. Nè. Thì gian luôn. Má ngoài hàm dưới. Còn giống không? Cá lại dễ dịch là. Rồi đi đâu nữa rồi? Đi lấy cái cái đồ tẩu không à. Thiếu cái hổng rồi. Xách cái bị bỏ qua bên đây. Lụp. Đó nào. Qua lấy cái chân trống. Giật lên không dính rồi gắn cái chân kia để là cá lội lên nằm lên đứa câu dở lên dính luôn. Xàm thì chứ. Hài tới nó vậy anh ơi. Ta nói nãy giờ dạng câu có con nào ăn miệng đâu. Này là sai lắm rồi. Xuống giật tụi bay tụi ba. Giật hụt rồi để xuống là máng máng cực kia ông này đâu vô lỗi lỗi nhan dở lên dính luôn. Cái góc ai về ăn cá. Ta nói thời tới là cỡ nào cũng dính cho mà còn câu ông chạy từ đằng kia tới đằng này cũng không dính nữa. Bự nó chứ không phải nhỏ đâu. Dính này không chạy được. Bán vô kỳ thách thầy vậy. Lũng hàng. Ba câu cá bự bự không mà còn lão Nam câu cá là bự hết hình dung bự luôn à. Ôi thần ơi, cá đang lựa cậu ăn đổ luôn. Chạy luôn. Ghê thiệt. Chạy luôn. Cá bự lựa cậu bự hơn cá nữa. Tôm bạn. Tôm ăn trứng. Đi đi mày. Qua đây họ không ăn nữa nha. Qua đây thấy cho em. Rồi. Quá đã rồi bạn ơi. Cảm giác đầy mình thiệt chứ. Tao nói là đi câu mà không có cá. Đi câu có cá là chưa rồi, đi câu mà không có cá là mới hay. Thấy là ông hay cái màu đó. Rồi sáng giờ tao đến hai con rồi đó ui. Giống cái hộp không có phối thằng vớt. Nằm đẹp vậy á. Lỡ nó ăn nó hết nguyên bậy rồi chim gốc rồi. Tao ngâm. Tới rồi. Tới rồi. Cá lồng kiến quá ổ mạnh. Có gọng đằng kia kìa cha. Có gọng vô lồng kiến kìa. Sức cái giật cái nghe cái sực cái nó chạy véo 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 đúng đỏ luôn hả bét nách trời hết mồi luôn rồi tìm đâu ra mấy chỗ câu cá như thế này lụm kiếm mồi bạn hết mồi rồi. Lâm hàng. Quá ơi bình ơi. Làm này im nè. Lúc lúc luôn. Đồng kiến chắc luôn. Đồng kiến rồi tao ngậm ơi. Kéo không lên luôn rồi. Hợp lệ luôn. Đúng lỗ rồi anh em ơi.
lên hàng. Chơi này em luôn nè ơi. Em 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 em. Được. Dính đâu biết, quan trọng là lên bờ vô rộng là được à. Cái này trúng ổ rồi. Cái này tính con chứ không có tính miệng. Cá nó dậy dưới chân đâu na bỏ luôn. Lụm 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 lụm. Rồi chạy đi. Rồi con tép. Con tép đầu luôn. Trời ơi, mới nói hai con dính hai con thiệt. Con bự sai. Mới nói vừa mới nhắc đâu, dính hai con phi, dính hai con phi luôn. Mai mốt cắt chuyển qua môn này quá. Cho mấy anh ấy hết luôn. Lượm. Quá đã rồi. Nhỏ mini, thả nó đi. Cắp. Mai mốt cắp. Đừng lắm rồi đâu nè ơi. Đâu nè ngồi ghế với tôi là chết. Khó liền. Chết rồi đâu bệnh ơi. Cá mang mạnh nha anh ơi. Lắm. Cá mang mạnh anh ơi. Cho tôi giật đi. Đó nè, đợi đi anh đưa em lấy cái dù cho. Về bệnh đó. Nó mô bóc tượng 3 kg. Bự nhất luôn nè dạng ơi. Bự nhất luôn nè. Bự nhất kiếm đồ quá. Có nó bự nhất. Rồi vừa có rồi. Cho nó bụng còn cái bánh bao này thôi. Ăn sáng bạn ơi. Sáng giờ lo cho mấy cá ăn quên mình luôn. Lộn hỏi mì. Nghĩ mà vui, đói mà vui. Vô trong đó kìa, mát kìa, ngồi đi, có giỏng đó. Thải rồi cái lỗ người ta có chỗ lỗ có cá đó, câu mới có cá trên cá vịt nữa nè. Trời à, thằng mũi lỡ chứ. Ngon đó, ngon đó. Ngon chứ, ngon hơn cái lông thần. Kìa anh đưa thẳng lại cho cha, kêu cha gỡ giùm đi, bắt đông đúng không? Không, không đài nữa. Có nghe cái canh ra hoài kìa. Cá chà bá. Chà bá khứ luôn nội ơi. Đâu
tại vì câu cá ở phiên nó vinh. Vô. Đi câu cá đi. Con nào có cá ăn câu. Trời ơi, thằng cái thằng này nó báo, điện mệt ơi. Cá trắng rồi ngăn rồi ngay lỗ ngay lỗ rồi đó. Dính tiếp lắm anh cầu đạn sáng tôi đủ thì sớm lắm mà cũng qua bờ này. Chạy nó không quan trọng, dính là được rồi. Chào ngang bở thì vậy dính. Giờ cá nó cứng như đường đầu rồi. Thiệt cái lỗ đó đó. Lạnh ngớp 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 chưa nhập được. Đóng. Giấc này là 8 giờ 20 bạn ơi. Sớm giờ mình câu cũng được cỡ hơn 2 tiếng rồi. Đó, anh em giấc này vô hơi bị đông luôn á. Nhiều lắm. Vòng luôn. Sớm giờ mình với ngoại làm đây có lý lắm bạn ơi, chắc cũng hơi bị nhiều á. Để mình khui thành quà nhẹ buổi sáng ra nha. Anh em phía bên giáp bên đó câu ngồi đều ha, cháu hàng cao á. Đều gan luôn. Dính cũng lía lịa chân đó. Đã thiệt. Địa điểm câu là đúng lý tưởng luôn. View đẹp, view đẹp. Anh em đội nhà mình sáng đi chung giờ ngồi dây đây nè. Đó. Mớm quá mớm cái gì rồi. Không nghe la gì hết trơn. Đó lên gọi bóng rồi. Hồ sau lưng này cũng nhiều. Có chú Hải cá cha luôn nữa. Bin Phạm ui lú hú cho. Kéo ở đây quánh quá quánh rồi. Nãy giờ mình đánh hồ sau này cũng được mấy con tôm. Giờ câu tôm giờ câu cá luôn. Đó. Giờ mình khui thành quả nhẹ buổi sáng các nghe bạn. Mày. Khui ngoài đây. Sáng giờ cha con mình làm được nhiều rồi. Hơi bị nhiều luôn á, cá khủng luôn à. Gọi lũng đít rồi. Hơi bị nhiều luôn á. Một lốp luôn rồi nè. Ôi giời. Mười mấy ký à, mười mấy 20 ký vậy đó. Thằng khủng không à. Quá xa. Đúng rồi. Quá. Wow. Sướng sướng buổi sáng cái sướng. Chỉ có con chèo thôi sáng giờ câu được con hai con mì dinh. Chết luôn. Con đâu mà đùa, xí lỗ vô trúng cái thằng cái lỗ. Thôi câu dở không nói thừa. Câu dở chuyện gì nói không được vậy nha. Ừ. Đó, thấy không? Kêu lại nắng ngồi cho cha câu đi. Giờ mình chui vô gọng này cái nè bạn ơi. Cá quá cá luôn nè.